Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mọi người rằng đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bà Nà và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Lời dạy đó của người ngày càng thấm sâu vào đời sống và chuyển hóa thành những hành động, việc làm sâu nặng nghĩa đồng bào, đặc biệt là trong những ngày tháng chống dịch đầy cam go này. Đây là những hình ảnh tại chợ cá Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những thành viên câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đang tất bật thu mua những mẻ cá nục tươi ngon vừa mới được đánh bắt lên sơ chế cấp đông để kịp gửi tặng người lao động nghèo đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố bị giãn cách xã hội và tình hình lương thực cho người nghèo là khan hiếm. Bởi tinh thần là đoàn kết chia sẻ, thì đã kêu gọi để đồng góp ủng hộ cá. Đây là chia sẻ một phần khó khăn trong dịch COVID-19. Còn nhớ vào năm 2020, khi trận lũ lịch sử ập tới, Quảng Bình rơi vào khó khăn. Nhiều tổ chức cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt thành giúp đỡ người dân Quảng Bình vượt qua hoạn nạn bằng nghĩa tình sâu nặng. Và để đáp lại cái nghĩa tình đồng bào ấy, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh và chỉ sau mấy ngày phát động đã nhận được gần 400 triệu đồng ủng hộ. Sáng nay thì tôi và cùng với đoàn dậy từ rất sớm để ra bãi biển Nhân Trạch chọn những con cá thật tươi ngon để về đóng gói gửi đi vào cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Mong là với những cái hành động này thì là những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thêm sức bền để mà chiến đấu với là đại dịch. Đến nay đã có gần 4 tấn cá đã được các đội tình nguyện viên tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và vận chuyển đến các phiên chợ không đồng, các khu chợ nghèo giúp bà con những nơi đó yên lòng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Thay mặt bà con thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn tới người dân Quảng Bình. Tôi đang cần thịt và cá và thời điểm này đang rất là thích hợp để chúng tôi rất cảm ơn rất nhiều ạ. Và trong những ngày này, không chỉ ở Quảng Bình mà rất nhiều địa phương khác đã chi viện nhân viên, trang thiết bị y tế cùng lương thực thực phẩm tới thành phố Hồ Chí Minh theo đúng đạo lý. Hoạn nạn có nhau, sát cánh cùng thành phố mang tên Bác vững vàng vượt qua đại dịch. Đây là một biểu hiện sinh động của việc làm theo lời Bác dạy. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.